Ngày 17 tháng 4, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Phòng Cảnh sát Ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã triệt xóa đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 700 kg ma túy đá. Trước đó, sáng ngày 17 tháng 4, tại xóm 6, xã Quỳnh Thuận, ban chuyên án đã phá thành công chuyên án VA-319MT, thu giữ hơn 700 kg ma túy đá. Bước đầu làm rõ 5 đối tượng có liên quan, lực lượng công an đã tạm giữ 3 đối tượng và tiến hành truy bắt 2 đối tượng bỏ trốn. Mở rộng điều tra chuyên án, 15 giờ chiều cùng ngày, ban chuyên án đã tiến hành khám xét kho hàng của Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1997, trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, thu giữ 50 loa thùng, 50 bị cắt tông và một cân đĩa loại 50 kg. Đây là các vật dụng các đối tượng dùng để cất giấu ma túy. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra mở rộng truy bắt các đối tượng còn lại.